Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái ná bằng ống nhựa PVB ha, ống nhựa bình minh đó. Cái này là cái nối nha các bạn, nối 60 thôi. Đó. Nguyên liệu ta cần làm một cái ống nối 60 và một cái keo dán. Nha. Ống nối 60. Hôm nay mình sẽ làm ná bằng cái này nha. Thì các bạn ở nhà mà nếu mà có cưa thì mình sẽ cưa ra ha. Mình lấy cưa tay mình cưa ha. Còn nếu nhà có cưa máy thì mình dùng cưa máy ha. Ở đây mình muốn làm cho nó nhanh cho nên mình sẽ sử dụng cái cưa này ha. Cái cưa mỗi ngày mình hay xài ha. Giờ mình sẽ cắt đôi nó ra nha các bạn. Sau khi mà cưa ra thì ta được hai miếng vậy ha. Thì bây giờ công đoạn tiếp theo là chúng ta phải làm cho nó thẳng ra nha các bạn. Làm cho hai miếng này nó thẳng ra ha. Mình sẽ dùng lửa mình hơi cho nó mềm rồi mình lấy miếng dán mình ép lại cho nó thẳng ra ha. Vậy là mình đã có hai miếng nhựa rồi nha các bạn. Đó, bây giờ là mình sẽ đo kích thước để mà mình dán nó lại với nhau nha. Nhưng mà trước khi dán thì mình sẽ lấy kích thước chuẩn của một cái phôi ha. Thì ở đây mình xài chạc 7 cho nên mình sẽ lấy là 7 cm, ở đây là nó tới 10 cm các bạn, tới 10 cm ha. Thì mình sẽ chia làm hai là 5 cm. Mình lấy cái này để làm cái tim nha các bạn. Thì ở đây mình đo ra mỗi bên 3,5 cm, có nghĩa là sẽ là 7 cm ha. Nhưng mà chúng ta sẽ làm dư ra nha, chứ mình không làm đúng nha. Làm dư ra để trừ hao ra ha các bạn. Mỗi bên các bạn thêm nửa cm nữa ha. Tức là mình sẽ làm 8 á. Mình sẽ lấy là 8 cm ha. 8 cm. À, dưới đây cái gì? Bỏ cái phần dư ở bên đây ha. Bây giờ chúng ta đã có cái phôi ngang rồi, bây giờ cái chiều dài thì mình muốn nó sẽ là 11, thì ở đây nó tới 13 các bạn, tức là mình sẽ cắt bỏ mỗi bên một phân nữa để mình lấy đúng 11 thôi ha. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta chỉ nên cắt một đầu thôi nha các bạn,
Nếu các bạn cắt luôn hai đầu nó còn 11 thì một lát mình làm nó sẽ bị ngắn ha. Cho nên là bây giờ mình cứ để vậy, khi nào mình làm xong thì mình sẽ cho nó ngắn lại. Lúc đó mình sẽ canh nó vừa với lại cái tay của mình ha. Trước tiên mình sẽ cắt lấy bằng một đầu trước ha. Rồi. Coi như là chúng ta đã có được hai miếng phôi nhựa ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ dán vào. Đó. Dán nó vào. Nhưng mà trước khi dán vào thì chúng ta phải làm cho nó bằng nha các bạn. Ta sẽ mài ha. Sẽ mài cho nó láng nó bằng với nhau thì ta ép lại thì nó mới dính, nó mới chắc nha các bạn. Mình làm nó hở thì nó sẽ không có bị, nó không có dính được ha. Cho nên mình phải mài cho nó bằng để mình dán vào cho nó dính thật chặt ha. Đây là hai các bạn. Giờ nó tạm thời nó đã bằng rồi các bạn. Cho nên là giờ mình sẽ dán ha. Thì mình sẽ dùng hai cái kẹp. Dùng hai cái kẹp để mình kẹp lại, trong quá trình mình dán mình sẽ kẹp lại giữ nó cho nó dính nha các bạn. Keo đã khô rồi nha các bạn. Giờ chúng ta tiến hành làm ha. Cái lần hồi nãy mình chia ra nó nằm bên trong rồi các bạn. Giờ mình sẽ chia lại ha. Ở đây nó là 8 phân ha. Mình sẽ chia làm 2, tức là 4. Sẽ chia cái phần này ra nè. Thì mình tính nó là 11 thì mình sẽ chia ra 46 ha các bạn. Thì ở trên đây mình sẽ lấy là 5 hoặc là 4 rưỡi thì nó ngay này. Okay. Giờ thì mình sẽ chia ra làm 2 phần cán và phần cánh chạc ha. Chia ra 46, này là mình nhắm chừng thôi các bạn. Tức là cái phần ở trên đây mình sẽ làm cái cánh chạc là 4. Cái phần cán ở dưới nó là 6. Ha. Như vậy thì nhìn cái ná nó sẽ dễ nhìn hơn ha. Chứ mình làm nó đều thì nó rất khó nhìn ha. Giờ thì cũng ta sẽ mài theo cái đường này, đường dạch này trước nha các bạn. Cái cán nó 4 cm nha các bạn. Chiều rộng cán nó 4 cm cho nên mình sẽ gặp làm dấu.
chiều rộng của cái cán là 4 cm ha. Thì cái phần này là cái phần dương, mình bắt đầu tiếp tục mình mài bỏ nha các bạn. Cái phần của cái ná thì cái phần bên trong này, cái phần ngay cái khúc này thì lúc nào nó cũng nhỏ hết, nó nhỏ hơn là cái cán thì nhìn nó mới đẹp ha các bạn. Nó nhỏ vô để mình có cái chỗ mình nắm cái ngón giữa vào ha, thì cho nên ta cần làm cho cái này nó nhỏ lại. Thì mình sẽ chia đều cho nó là 1,5 cm. Phần này mình sẽ lấy 1,5 cm nha các bạn. Giờ mình sẽ quét vào ha. Trước mắt là nó sẽ như vậy nha. Giờ mình sẽ làm tới cái cánh chạc ha. Thì ở trên đây nó là 7 cm. Thì mình sẽ làm cái đầu chạc là 20. Chiều rộng của đầu chạc là 20 ha. Tức là 2 cm nha các bạn. Chiều rộng đầu chạc là 2 cm. À, bên trong này là cái lòng chạc ha. Giờ mình sẽ lấy giờ mình đã lấy cho nó bằng hai cái đầu chạc 20 rồi nha các bạn. Đầu chạc 20 rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm cái cánh chạc. Cái cánh chạc mà nhìn nó vậy thì nó rất xấu ha. Nhìn nó rất là kỳ ha. Cho nên mình sẽ làm lại. Mình sẽ cho nó ôm vào ha. Cho nó nhẹ nhàng, nó uốn lượn nhẹ nhàng vào ha. Ví dụ như là mình sẽ làm cho nó sẽ mài cho nó thành cái hình cung để cho nó đẹp ha. Rồi, tạm thời thì ta đã có một cái hình dáng của một cái ná rồi ha các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó trơn tru lại, cho nó rõ nét hơn nha. Mình sẽ làm lại phần cán này cho nó tròn trịa lại nha. Ok, giờ nó đã tương đối rồi nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cái đầu chạc. Thì nếu mà các bạn muốn xài đầu chạc vuông thì ta cứ để vậy luôn ha. Mình thì mình thích cái đầu chạc
nó hình 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 bầu dục, cho nên mình sẽ mài tiếp, mình mài mất những cái cạnh này đi cho nó thành cái hình bầu dục ha. Thì mình sẽ làm cho cái đầu chạc nó bằng trước. Mình bắt đầu mình cắt cái đầu chạc các bạn. Muốn cắt cái đầu chạc thì trước tiên ta phải làm cho nó bằng trước, xong rồi chúng ta mới cắt ha. Này là cái đầu lũa nha các bạn. Mình thấy có nhiều bạn hỏi cái này là lũa, đầu để lũa gỗ ha. Các bạn mua trên Shopee ha, lên Shopee mua rất là nhiều. Các bạn đánh vào đầu lũa gỗ đó, là sẽ ra thôi ha. Còn nếu mà các bạn không có này thì mình có thể mình lấy cây cưa, mình cưa cũng được nha các bạn. Tại mình muốn làm cho nhanh cho nên mình sẽ xài cái này ha. Rồi các bạn, cái chạc này mình sẽ chỉ lấy một hai cái lần này thôi, ở phía sau thôi, ở phía trước mình sẽ không cắt ha, ở phía sau thôi. Khi các bạn mài cái đầu chạc các bạn phải để ý ha, mình đừng có mài thẳng qua nha. Mài thẳng qua thì khi các bạn cột thun nó sẽ bị ruột thun. Khi các bạn mài á, các bạn phải mài theo, các bạn nhìn thấy không, nó như là một cái hình vòng cầu nha các bạn. Các bạn ôm cho nó có thành cái hình vòng cầu, các bạn thấy không? Tức là ở khúc giữa này mình chỉ mài sơ thôi, mình chỉ lấy nó đứt cạn, nhưng ở hai đầu này thì mình mài nó sâu xuống nha, các bạn thấy không? Hai đầu này mình mài nó sâu xuống để cho nó ôm thun, nó có hình cái giống như hình một chiếc cầu gì đó ha, để cho nó ôm thun, nó không có bị ruột thun ha. Cái này rất quan trọng ha, mình làm ná thì nó quan trọng nhất là cái đầu chạc này nha các bạn. Mình cột thun nó có ruột hay không là ở chỗ này nè. Nếu các bạn làm thẳng nó qua một đường á, làm một đường thẳng băng luôn thì nó sẽ bị ruột, các bạn cột nó sẽ bị ruột ngay, nó bị đùng thun ở ngay cái đoạn giữa này ha. Cho nên khi bạn làm nó hình cầu như vậy á, thì các bạn cột thun, khi các bạn cột thun vào nó sẽ không có bị ruột, nó không có bị ruột và đục thun ở ngay cái đoạn giữa, ok chưa? Giờ mình sẽ sử dụng cái đầu cái cục lưu này, mình mài cho nó cho nó nét lên nha các bạn. Nổi bật hơn ha. Cho nên bây giờ mình sẽ đi kiếm cái gì mình trang trí cho nó. Sau khi đi vòng vòng nhà mình đục thì nó có được lượm được miếng này các bạn. Miếng này là sừng trâu, mình làm trước, mình làm mà dư này mình bỏ ra. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái này mình đắp vào phần cán này cho nó dày một chút nữa. Phần cán này nó mình thấy nó mỏng quá ha. Mỏng quá nó không có được nhìn, nó không có được đẹp ha, nên mình sẽ cắt cái sừng trâu này mình đắp nó vào ha. Các bạn ở nhà có thể tìm gỗ hoặc cái gì đó đắp vào cũng được ha. Các bạn nếu không có sừng trâu thì mình lấy gỗ nào đẹp đẹp mình đắp lên mình làm cái cán ha.
tre AB nha các bạn. Tre AB để dán nha. Các bạn ha, vậy là chúng ta đã hoàn thành một cái ná bằng ống nhựa ha, ống nhựa bình minh ha. À, mình dự định là sẽ đóng chữ lên nha các bạn, nhưng mà cái nhựa cứng quá đóng nó không ăn các bạn, cho nên thôi mình không có đóng ha, mình để luôn ha. Làm thì các bạn, khi các bạn làm thì các bạn chú ý ha, làm hai cái cánh chọc cho nó đều với nhau thì nhìn nó mới đẹp ha. Cái kiểu như thế nào nó không quan trọng ha, quan trọng là nó phải đều thì nó mới đẹp nha các bạn. Giờ mình sẽ cột thun vào và test nha các bạn.